Hội nghị sơ kết liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì tổ chức đã diễn ra chiều nay tại khách sạn Asana và Tawa Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. Hội nghị có sự tham dự của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Lãnh đạo các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ đã đánh giá kết quả thực hiện 5 nội dung thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong vùng trong năm 2023. Theo đánh giá, vùng Đông Nam Bộ là nơi có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, có thể khai thác phát triển nhiều loại hình du lịch về nguồn, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và đặc biệt là du lịch biển. Năm 2023, vùng Đông Nam Bộ ước đón và phục vụ hơn 65,3 triệu lượt khách, chiếm 54,2% tổng số khách du lịch của cả nước, nhưng tổng doanh thu chưa tới 27% doanh thu du lịch cả nước. Đây là bài toán mà lãnh đạo các địa phương trong vùng cho rằng cần tập trung giải quyết thông qua các giải pháp khảo sát, hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch, chương trình chung cho cả vùng, lựa chọn phát triển và liên kết sản phẩm du lịch nổi bật để hình thành tour, tuyến du lịch liên kết, tăng cường công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch vùng Đông Nam Bộ. Hội nghị cũng thông qua dự thảo và ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024 do Bà Rịa Vũng Tàu làm trưởng ban điều phối với 6 nhóm nội dung cơ bản gồm công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác phát triển sản phẩm du lịch, công tác quảng bá xúc tiến du lịch, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, công tác kêu gọi đầu tư phát triển du lịch và tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024. Thông qua liên kết vùng thì nhận diện được những cái thế mạnh của từng địa phương, từ đó sâu chuỗi lại viết lên một cái câu chuyện là cái chuỗi du lịch của mình là nó phong phú và nó đa dạng. Thông qua liên kết vùng thì những đơn vị đi trước, những đơn vị đầu tàu như thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu v.v. thì có thể hỗ trợ cho các cái địa phương đi sau, hỗ trợ về kinh nghiệm, hỗ trợ về nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực, rồi hỗ trợ về tính kết nối trong các cái kết cấu hạ tầng vân vân. Bà Rịa Vũng Tàu là một vùng làm tỉnh có biển, có núi, có đầy đủ hội tụ tất cả các điều kiện về mặt kinh tế phát triển, đồng thời là một cái điểm đến mà rất là hấp dẫn trong mắt du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Thì như vậy cái việc phát triển và nối tuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu là một cái điều mà chúng ta cần phải đẩy mạnh trong thời gian tới, và nó là một cái tiềm năng sẽ tiếp tục và phát huy trong cái giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là cái phát triển du lịch biển. Trong khuôn khổ hội nghị, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2023, tại Bà Rịa Vũng Tàu còn diễn ra một số hoạt động xúc tiến du lịch đáng chú ý như tổ chức các đoàn farm trip khảo sát điểm đến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố vùng Đông Nam Bộ, nhóm STA, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu du lịch các tỉnh thành phố vùng Đông Nam Bộ.